Chào các em. Ở trong chương trình đại số lớp 9 của chúng ta thì nó gồm rất nhiều nội dung, nhưng mà có hai cái nội dung chính mà trong chương trình lớp 9 bắt buộc các bạn phải thông thạo, đó chính là cái phần căn thức của chúng ta ở học kỳ 1 và cái phần giải phương trình bậc 2 ở học kỳ 2 của chúng ta. Chính vì vậy nên là hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn cái phần căn thức trong chương trình lớp 9 của chúng ta. Thì trong cái bài học hôm nay thầy sẽ giới thiệu cho các bạn nội dung gồm hai phần như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ đi tìm hiểu cái định nghĩa của căn thức. Sau đấy là cái phần thứ hai, chúng ta sẽ là tìm hiểu cái ứng dụng của nó, hay là chúng ta từ cái định nghĩa của căn thức chúng ta quy ước là căn thức của chúng ta là như thế nào đấy. Xong đấy là từ cái định nghĩa, cái quy ước đấy của chúng ta suy ra các cái công thức, rồi từ đó chúng ta áp dụng những cái công thức này vào, chúng ta giải những cái bài toán cụ thể. Thì đấy chính là cái nội dung của cái phần ứng dụng của chúng ta. Thì đầu tiên thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần định nghĩa của căn thức. Thì các bạn chú ý với thầy là thì trong chương trình lớp 9 của chúng ta đấy, hay là kể cả cấp 3, thì các bạn nhớ thầy là đa phần các bạn chỉ học với căn bậc 2, căn bậc 3 cùng lẫn tập bậc 4 là cùng. Đấy, nhưng mà trong cái bài này của chúng ta này, thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn đấy, căn bậc bất kỳ có một cái căn thức, mà cụ thể là căn bậc n, với n là một số nguyên dương bất kỳ. Đấy, thì trong cái nội dung định nghĩa của chúng ta thì người ta định nghĩa thế này, định nghĩa cái căn thức tổng quát của chúng ta là như này: căn bậc n của một số a lớn phẩy này với n là một số nguyên dương. Đấy, như vậy căn bậc n thì các bạn phải nhớ cho thầy là cái bậc bao nhiêu đấy, thì cái bậc đấy là phải là một số nguyên dương mới được, tức là số 1, số 2 trở lên mới được. Đấy, như vậy thì căn bậc n của một số a lớn phải với n là một số nguyên dương này phải là một số a nhỏ với mũ n lên thì phải bằng a lớn. Đấy, như vậy thì nghĩa là thế này, hay là chúng ta nhìn cái ký hiệu, coi ký hiệu thì chúng ta dễ quan sát hơn, tức là người ta định nghĩa căn bậc n thì chúng ta sẽ viết như này. Đấy, cái ký hiệu đây là ký hiệu căn, và cái căn bậc bao nhiêu thì chúng ta sẽ ghi cái căn bậc n này, thì chúng ta ghi cái chữ n này lên trên đây. Ví dụ số 2 thì n bằng 2 thì chúng ta sẽ ghi bằng số 2 đây, hoặc n bằng 3 thì chúng ta ghi số 3 đây. Đấy, n bao nhiêu chúng ta sẽ ghi cái thay cái chữ n này bằng cái số bấy nhiêu. Nhưng mà các bạn chú ý với thầy là căn bậc ví dụ căn bậc 1 của một số đấy, thì người ta quy ước là căn bậc 1 của một số thì nó bằng chính nó. Ví dụ căn bậc 1 của số 2 thì nó bằng chính 2 thôi, hay là căn bậc 1 một số bất kỳ thì bằng chính nó. Chính vì vậy nên là chúng ta sẽ không biết căn của những căn bậc 1. Đấy, còn căn bậc 2 như vậy thì khi mà bỏ đi căn bậc 1 thì các bạn thấy cho thầy là như vậy là trong số dương của chúng ta ấy, số nguyên dương ấy, thì số 2 là số đầu tiên. Chính vì vậy nên là để đơn giản hơn thì khi mà n bằng 2 thì người ta cũng không cần ghi cái chỉ số là 2 ở trên đây, mà người ta chỉ ghi cái căn thôi và bỏ đi chữ n đi, hay là bỏ số 2 đi. Đấy, còn từ căn bậc 3 trở lên thì người ta mới ghi. Thì đấy chính là một cái chú ý trong cái phần mà các bạn khi mà chúng ta viết căn bậc n của một số bất kỳ. Đấy, thì bây giờ chúng ta quay lại làm rõ cái định nghĩa của chúng ta này. Thì các bạn nhớ thật là như vậy, theo định nghĩa thì người ta định nghĩa thế này: à, như vậy căn bậc n của một số a lớn nó bằng thằng a nhỏ này, là khi mà chỉ ghi thằng a nhỏ này của chúng ta nó mũ n lên nó phải bằng thằng a lớn. Hay là đến đây các bạn suy ra từ cái định nghĩa này, các bạn suy ra một cái mẹo để chúng ta tìm căn bậc n của một số là như này. Tức là để đi tìm căn bậc n một số nào đó thì chúng ta đi tìm xem có một cái số nào đó mà mũ n lên không. Đấy, ví dụ như là căn bậc n của số a lớn bằng thằng a nhỏ này, thì mình đi tìm xem là như vậy là căn bậc n của một số a lớn này nó bằng bao nhiêu này. Thì giả sử là nó bằng thằng a nhỏ này, thì thằng a nhỏ này thì chúng ta mũ n lên nó phải bằng thằng a lớn thì mới được. Đấy, như vậy thì cách mà chúng ta tìm căn theo cái định nghĩa này là bây giờ muốn tìm căn bao nhiêu là chúng ta đi tìm xem cái số mà chúng ta cần tìm đấy nó bằng một cái thằng nào đó nó mũ lên bấy nhiêu. Ví dụ căn bậc 3 thì mũ 3, căn bậc 3 nhiêu thì mũ bấy nhiêu lên. Thì nếu mà nó bằng cái thằng của chúng ta cần tìm đấy, tìm căn đấy, thì nó chính là căn bậc n của nó. Ví dụ như ở đây đấy, nếu mà a mũ n, a nhỏ này mũ n chúng ta bằng thằng a lớn, thì căn bậc n của số a lớn của chúng ta chính là bằng a nhỏ. Thì đấy chính là cái ý nghĩa của cái phần công thức này để chúng ta ứng dụng trong phần chúng ta tìm căn. Và bây giờ ví dụ như là thầy có cái ví dụ này. Ví dụ 1 là chúng ta người ta bắt mình tính là cái căn bậc 2 của số 4, hoặc căn bậc 3 của số 8 này, hoặc là căn bậc 4 của số 16 này, hoặc là căn bậc 3, căn bậc 2 của số 3 này, vân vân này. Đấy, như vậy thì qua đây thầy nhắc lại cho các bạn xíu. Như vậy thì đối với căn bậc 2, ví dụ căn bậc 2 đây là số 4 này của chúng ta chính là căn bậc 2 này, thì chúng ta không cần ghi số 2 ở phía trên, nhưng mà đối với căn bậc 3, căn bậc 4 thì chúng ta phải ghi số 3, số 4 ở trên đây. Đấy, giống cái ký hiệu này thầy viết này. Đấy, và như vậy là căn bậc 2 của số 4 và số 3 này của căn bậc 2. Như vậy thì chúng ta chỉ cần bê cái dấu căn này thôi, và chúng ta không cần phải bê cái bậc bao nhiêu ở phía trên nữa. Đấy, thì đấy chính là cái chú ý của chúng ta trước khi chúng ta vào chúng ta tính toán cái bài này.
Thì bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta vận dụng cái định nghĩa này để chúng ta đi tính bốn cái căn này. Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy cho thầy như này. Chúng ta sẽ xét cái thằng căn bậc 2 của 4 trước. Thì các bạn bây giờ chúng ta đi tìm căn bậc 2 của số 4 xem nó bằng bao nhiêu đó. Thì bây giờ giống cái định nghĩa của chúng ta đấy, thì bây giờ các bạn cứ nhẩm nhẩm cho thầy xem. À, như vậy là số 4 của chúng ta thì nó bằng số nào mà mũ 2 lên. Thì các bạn thấy cho thầy là như vậy là chúng ta có hai số là số 2, chúng ta mũ 2 lên thì cũng bằng 4. Hoặc âm 2 mà mũ 2 lên thì các bạn nhớ thầy là âm mũ chẵn lên thì nó mất âm, và âm 2 như vậy âm 2 của chúng ta tất cả mũ 2 thì nó sẽ bằng 2 mũ 2 và nó cũng bằng 4 luôn. Như vậy thì đến đây chúng ta sẽ suy ra như vậy là chúng ta nhẩm được là có hai cái thằng mà chúng ta mũ 2 lên, chính là thằng âm 2 và thằng 2, thì nó mũ 2 lên nó đều bằng 4. Chính vậy nên là chúng ta suy ra như vậy là căn bậc 2 của số 4 của chúng ta thì nó bằng cộng trừ 2. Đấy, như vậy thì các bạn chú ý cho thầy là như vậy đối với căn căn thức tổng quát như này. Đấy, của một căn bậc n bất kỳ đấy. Thì người ta quy ước là như vậy các bạn muốn tính căn bậc n một số nào đó thì các bạn cứ tìm xem là cái số đấy nó bằng cái số nào đó mũ n lên. Thì các bạn tìm được bao nhiêu thằng thì có bao nhiêu căn. Ví dụ như là căn bậc 2 của số 4 thì thầy sẽ đi tìm xem là có thằng nào mà mũ 2 lên nó bằng 4 không. Đấy, thì căn bậc 2 của nó chị em căn bậc 2 của 4 chính bằng những cái thằng đấy. Thì trong đây thầy có tìm được hai số là 2 và 2. Chúng ta mũ 4 lên, mũ 2 lên thì nó đều bằng 4. Chính vì vậy nên là chúng ta có được cái kết luận là căn bậc 2 của số 4 của chúng ta nó bằng cộng trừ 2. Đấy, như vậy đây chính là cái cách mà chúng ta từ nghĩa chúng ta suy ra cách mà chúng ta tìm căn bậc 2 của số 4. Tiếp tục thì đến cái phần căn bậc 3 của số 8 thì tương tự thôi. Thì bây giờ các bạn đi tìm xem là số 8 của chúng ta nó bằng là ví dụ căn bậc 3 thì các bạn phải của số 8 thì bây giờ các bạn phải tìm xem là 8 nó bằng mấy mũ 3. Nói chung là căn bậc bao nhiêu là các bạn phải đi tìm xem cái thằng nào có mũ bấy nhiêu lần lên. Đấy. Căn bậc n thì phải có cái thằng nào đó mũ n lên nó phải bằng thằng trong căn. Trong căn thì lúc đấy là căn bậc n của cái thằng trong căn của chúng ta mới bằng cái thằng mình tìm được. Đấy, như vậy thì bây giờ muốn đi tìm căn bậc 3 của số 8 thì bây giờ là chúng ta phải đi tìm xem là như vậy là số 8 của chúng ta nó bằng mấy mấy mũ 3. Đấy, căn bậc 3 thì mình phải tìm xem là có số nào mũ 3 lên nó bằng cái số 8 không. Thì các bạn thấy cho thầy là có số 2 của chúng ta thì 2 mũ 3 của chúng ta thì nó bằng 8. Đấy, và nó cũng chỉ mỗi số này thôi. Nó bằng 8, chính vậy nên là căn bậc 3 của số 8 của chúng ta bằng 2. Đấy, như vậy thì đây chính là cái cách mà chúng ta tìm căn bậc 3 của một số 8. Đấy. Hay là các bạn nhớ thầy là sau này cái căn bậc 3 hay căn bậc 4, căn bậc bất kỳ cũng vậy. Cách tìm của chúng ta cũng cứ tương tự như này. Đấy, như vậy thì trong sách giáo khoa thì nó chỉ có tính đến căn bậc 2, bậc 3. Nhưng mà bằng cách này thì các bạn có thể tính được căn bậc bất kỳ. Đấy. Và cụ thể bây giờ thì mình họa thêm cho các bạn xíu cái căn bậc 4 này. Ví dụ căn bậc 4 của số 16 này. Mình muốn biết xem là căn bậc 4 của số 16 nó bằng bao nhiêu. Thì bây giờ mình đi tìm xem như vậy là số 6 này nó bằng số nào mũ 4 lên. Đấy, căn bậc bao nhiêu là phải đi tìm xem có cái thằng nào nó mũ bấy nhiêu lên, nó bằng thằng trong căn này không. Đấy, thì căn bậc 4 của nó theo cái định nghĩa này thì nó chính bằng cái chính là căn của chúng ta. Như vậy thì các bạn thấy cho thầy là 16 của chúng ta thì bằng 2 mũ 4, hay là 16 của chúng ta cũng bằng âm 2 mũ 4. Đấy, âm 2 mũ 4 thì nói chung là các bạn nhớ thầy là khi mà mũ chẵn thì cái âm của chúng ta nó mũ chẵn lên thì nó mất âm. Chính vì vậy nên là các bạn thấy cho thầy là 2 mũ 4 là bằng 16 thì âm 2 của chúng ta tất cả mũ 4 thì cũng bằng 16. Như vậy thì đến đây các bạn thấy cho thầy là như vậy đối với số 16 thì chúng ta nhẩm được hai số mà chúng ta mũ 4 lên nó bằng 16 là số 2 và số âm 2. Chính vì vậy nên là căn bậc 4 của số 16 của chúng ta nó bằng cộng trừ 2. Đấy, thì đấy chính là cái cách mà chúng ta tìm căn bậc 4 của số 16. Và qua đây thì các bạn chú ý cho thầy là đối với căn bậc chẵn, ví dụ căn bậc 2 hoặc căn bậc 4 thì thường nếu mà nó tồn tại thì các bạn thấy cho thầy là chúng ta sẽ có hai giá trị căn. Đấy, ví dụ như là ở trên là nó cộng trừ 2 và dưới này của 16, căn bậc 4 của 16 thì nó cũng bằng cộng trừ 2. Nói chung là có hai số là âm 2 với 2. Đấy, còn đối với căn bậc lĩa thì nó chỉ có một số thôi. Thì đấy là cái chú ý mà các bạn cần phải nhớ. Và bây giờ để tìm căn bậc 2 của cái số 3 này thì các bạn phải nhẩm xem là có cái số nào đó mà nó mũ 2 lên nó bằng số 3 không. Đấy, thì lúc đấy là căn bậc 2 của số 3 của chúng ta nó bằng chính số đấy. Nhưng mà các bạn thấy như thầy là vì là 1 của chúng ta mà mũ 2 lên thì nó bằng 1, 2 mũ 2 thì bằng 4 rồi, 3 mũ 2 thì nó bằng 9 rồi. Nói chung là càng từ 2 trở lên nó to hơn 3 rồi. Như vậy thì chúng ta nhẩm không được cái số nào, nói chung là chúng ta nhẩm bình thường thì chúng ta không nhẩm được cái số nào mà đẹp đẹp mà nó mũ lên thì nó bằng số 3 của chúng ta, mũ 2 lên nó bằng số 3. Đấy, chính vì vậy nên là trong những trường hợp mà dấu như vậy thì các bạn chú ý với thầy là chúng ta lại không làm theo giống như căn bậc 2 của số 4 hay là căn bậc 3 số 8 hoặc là cái căn bậc 4 của số 16 nữa. Đấy, mà chúng ta sẽ để nguyên như này.
Đấy, như vậy là muốn tìm căn bậc 3, bậc 2 của một số may. Đấy, cái số mà chúng ta có nhẫn được cái số nào đó mà một hai lên nó bằng bằng chính nó đấy, bằng thằng trong căn đấy, thì lúc đấy là những cái căn đấy các bạn để ghi lại cho thầy này. Đấy, thì đấy là cái chú ý của chúng ta trong cái quá trình chúng ta tìm căn. Đấy, như vậy thì đây chính là cái cách mà chúng ta vận dụng cái định nghĩa của cái căn thức tổng quát căn bậc nào bất kỳ để chúng ta vào chúng ta tìm được cái căn cụ thể. Đấy, như vậy thì các bạn chú ý cho thầy về mấy cái chú ý như vậy. Vâng vâng, nói chung là các cái trường hợp các bạn tự cho thêm rồi các bạn tự hoặc là trong cái phần bài tập thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn, thầy sẽ cung cấp cho các bạn để các bạn tự các bạn khai thác cái phần định nghĩa này xem là chúng ta sẽ đi tìm các cái căn của một số số nào đó xem nó sẽ như thế nào. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phần thứ hai của chúng ta là định nghĩa căn bậc hai số học. Đấy, thì các bạn chú ý với thầy là tại sao mà chúng ta lại phải học căn bậc hai số học làm gì? Thì vì là người ta cái chương trình của chúng ta ở chương trình lớp 9 ấy, hoặc là chương trình cấp 3 hoặc là những cái chương trình mà đi thi đại học trở lại đấy, thì các bạn chú ý với thầy là cái căn bậc chẵn của chúng ta đấy, thì người ta chủ yếu là dùng căn số học thôi chứ không có dùng cái căn tổng quát giống lúc nãy của chúng ta. Chính vì vậy nên là chúng ta phải để ý kỹ cái phần này. Và các bạn qua đây thì các bạn cũng nhớ lại cho thầy như này, các bạn cũng chú ý với thầy như này, tức là sau này khi mà tính căn bậc chẵn của một số bất kỳ thì chúng ta đều dùng cái căn số học của nó cả. Đấy, chứ không có dùng cái căn tổng quát như lúc nãy. Đấy, thì như vậy thì cái phần căn bậc hai số học này nó có gì khác so với cái căn tổng quát giống cái định nghĩa ở cái phần 1 chúng ta học hay không? Thì bây giờ chúng ta vào cái, đầu tiên chúng ta vào cái định nghĩa trong sách giáo khoa. Thì trong sách giáo khoa người ta định nghĩa thế này: với một số dương A đấy, phẩy này, thì cái ký hiệu như, cái ký hiệu căn như này đấy, căn của A như này được gọi là căn bậc hai số học của số A. Đấy, ví dụ giống như số 3 của chúng ta lúc nãy đấy, thì các bạn không tính được căn bậc hai số học của nó chẳng hạn, thì các bạn ký hiệu là căn bậc hai của số 3 giống như lúc nãy của chúng ta đấy. Hoặc là cái số 4 chúng ta, căn bậc hai số học của số 4 của chúng ta, thì chúng ta đưa cái dấu căn vào, chúng ta không cần tìm nó bằng 2 trừ 2 đấy. Đấy, thì giả sử mà nó có 2 với trừ 2 còn lại được đấy, thì chúng ta cũng không cần phải tìm về đấy, mà chúng ta đưa cái dấu căn vào nó là căn 4 cũng được đấy. Đấy, thì đấy chính là cái ký hiệu tổng quát của chúng ta đối với một cái căn bậc hai của một số bất kỳ. Như vậy là muốn tính căn thằng nào, căn bậc hai của một số nào đó, thì các bạn cứ đưa cái dấu này vào là xong, không cần phải nhẫn nó bằng bao nhiêu. Thì đấy chính là cái định nghĩa, người ta định nghĩa như này cho các bạn dễ học. Đấy, hoặc là những cái trường hợp khó thì các bạn ký hiệu như này cho nó thuận lợi. Đấy, chứ các bạn mà cứ khai chỉ là số tập phân thì nó hơi dối, chính vì vậy nên là người ta phải định nghĩa như kiểu như này. Đấy, và các bạn chú ý với thầy là số 0 của chúng ta thì có căn bậc hai số học của nó cũng chính là 0 luôn. Đấy, thì đấy chính là cái nội dung định nghĩa của căn bậc hai số học của chúng ta. Như vậy thì qua cái định nghĩa này thì các bạn rút ra cho thầy được cái nhận xét là như vậy thì trong cái phần căn bậc hai số học này thì nó chỉ tính với lại là A của chúng ta là lớn hơn bằng 0 thôi, tức là nó là số dương hoặc là số 0 thôi, chứ không được tính số âm. Đấy, thì tại sao là như vậy thì trong cái phần tiếp theo thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn. Đầu tiên là như vậy thì ký hiệu của chúng ta cái phần này thì nó tương tự giống như phần lúc nãy thôi, nhưng mà đối với cái căn bậc 2 của chúng ta đấy, tổng quát hay là căn bậc n tổng quát đấy, thì các bạn nhớ thầy là đối với căn bậc 2 số học thì nó hơi khác một xíu. Ví dụ như là căn bậc n 2 của số A lớn này nó bằng thằng A nhỏ này, thì nó vẫn theo cái định nghĩa là ví dụ như là căn bậc bao nhiêu, ví dụ căn bậc 2 của một số A lớn này, thì nếu mà nó bằng thằng A nhỏ thì thằng A nhỏ này mũ 2 nó bằng phải bằng thằng A lớn. Như vậy thì cái từ căn bậc 2 của A lớn nó bằng A nhỏ là dấu tương đương như này, khi và chỉ khi A bình của chúng ta, A nhỏ B bình phương lớn, nó phải bằng thằng A lớn. Nhưng mà đối với căn bậc hai số học thì các bạn chú ý với thầy là điều kiện thêm một cái nữa là và A của chúng ta phải lớn bằng 0, tức là chúng ta chỉ xét là số 0 đấy, tức là lớn bằng 0 trở lên thôi. Thì tại sao lại như vậy thì bây giờ chúng ta vào ví dụ là các bạn sẽ rõ. Đấy, ví dụ như là thầy có cái ví dụ 2 này, bây giờ mình giả sử nó tồn tại đi, căn số âm nó tồn tại đi, thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái căn bậc 2 của số âm 4 đấy, và căn bậc 2 của số 4 này, nếu mà nó tồn tại thì cái căn số học của nó là bao nhiêu. Đấy, thì các bạn chú ý với thầy là ví dụ như là căn bậc 2 số học của âm 4 này đấy, mà nó tồn tại đi, giả sử nó bằng x đấy, thì lúc đấy các bạn sẽ thấy cho thầy là x bình của chúng ta nó sẽ bằng thằng trong căn, theo định nghĩa là nó phải bằng thằng trong căn mà. Như vậy thì các bạn sẽ thấy cho thầy là như vậy x bình của chúng ta bằng âm 4 đấy. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ thấy cho thầy là vì bình phương hay là mũ chẵn của một số thì không bao giờ âm, chính vì vậy nên là x bình nó là luôn lớn bằng không rồi, nó không bao giờ bằng âm được, tức là không bao giờ bằng âm 4 được. Chính vì vậy nên là suy ra cái này là vô lý đấy. Chính vì vậy nên là các bạn thấy cho thầy là như vậy là căn bậc hai số học của cái căn bậc chẵn
của cái âm 4 này đấy, của chúng ta là chúng ta không tính được. Đấy, như vậy thì hay là cụ thể là các bạn nhớ thầy là đối với tập số thực thì kể cả căn bậc 2 số học hay là căn bậc 2 bình thường thì đối với một số âm thì chúng ta cũng không tính được, là vì giả sử nó tồn tại nó bằng x chẳng hạn đi, thì căn bậc 2 thì nó muốn bằng thằng trong căn này thì nó bằng x thì là x bình nó phải bằng thằng trong căn, mà x bình thì không bao giờ âm được, như vậy là x bình thì luôn lớn bằng không, như vậy thì không bao giờ bằng cái âm được, như vậy thì nó sẽ không bao giờ tồn tại cái căn bậc 2 của một số âm. Đấy, căn bậc 2 của một số âm là không không tồn tại, kể cả căn số học hay là căn tổng quát. Như vậy thì đấy là cái chú ý mà tại sao mà chúng ta trong cái phần định nghĩa người ta chỉ quy ước là người ta chỉ nói là a lớn bằng không thôi, đấy, a bằng không, hoặc là cái số không ấy, thì có căn số bậc 2 bằng không, tức là người ta coi a bằng không, hoặc là số a dương tức là lớn bằng không. Đấy, bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cách tính cái căn bậc 2 của số 4. Thì căn bậc 2 số học của số 4 thì các bạn nhớ thầy là để tính căn bậc 2 số học của số 4 thì theo định nghĩa là bây giờ các bạn tương tự như cái căn bậc 2 tổng quát. Đấy, thì các bạn phải đi tìm xem, cứ muốn tìm căn bậc 2 của một số nào đó thì các bạn phải tìm xem cái thằng nào đó mà mũ 2 lên, đấy, nó bằng cái thằng trong căn là được. Đấy, như vậy là căn bậc 2 của 4 thì bây giờ các bạn sẽ tìm xem là 4 nó bằng mấy mũ 2. Đấy, thì các bạn thấy như thầy là 4 thì nó bằng 2 mũ 2. Đấy, chứ còn và các bạn thấy như thầy là số 2 của chúng ta thì lớn không, như vậy là nó thỏa mãn cái trường hợp thứ hai của chúng ta theo cái định nghĩa của chúng ta là a nó phải lớn bằng không. Đấy, như vậy thì các bạn thấy như thầy là như vậy thì 2 của chúng ta thì lớn không là ý nhiên rồi. Đấy, như vậy thì căn bậc 2 số học của số 4 của chúng ta thì nó bằng 2. Còn cái trường hợp mà âm 2 thì các bạn thấy như thầy là âm 2 mũ 2 lên nó cũng bằng số 4 của chúng ta, nhưng mà vì người ta quy ước căn bậc 2 số học của chúng ta thì nó không lấy số âm. Đấy, tức là chúng ta học cho nó dễ đấy. Trong chương trình toán học sơ cấp của chúng ta đấy, thì tức là từ trung cấp trở lại đấy, thì người ta gọi là toán học sơ cấp ấy. Thì lúc đấy là người ta quy ước là chúng ta chỉ học cái căn bậc 2 số học như này thôi cho nó đơn giản đấy. Như vậy thì các bạn sẽ thấy cho thầy là như vậy thì căn bậc 2 số học của chúng ta thì nó khác một xíu so với cái căn bậc 2 tổng quát. Tức là các bạn khi mà các bạn tìm căn của một số cụ thể là số không âm, tức là lớn bằng không vì số âm thì không tồn tại. Đấy, như vậy thì nó chỉ có một giá trị thôi, tức là các bạn ví dụ các bạn nhẩm ra, ví dụ trong trường hợp này số 4 này thì nó bằng 2 mũ 2 lên nó cũng bằng 4, mà âm 2 mũ 2 nó bằng 4, như vậy căn bậc 2 của 4 ấy, tổng quát căn bậc 2 tổng quát bậc của 4 ấy, thì nó bằng cộng trừ 2. Nhưng mà đối với căn bậc 2 số học thì chúng ta lại không lấy số âm mà chúng ta chỉ lấy lớn bằng không, như vậy chính vì vậy nên là chúng ta chỉ có mỗi số 2 này thôi, như vậy của căn bậc 2 của số 4 thì chúng ta chính bằng 2. Đấy, thì các bạn nhớ thầy là trong chương trình toán học và sơ cấp của chúng ta đấy thì người ta quy ước là như này thôi, để chúng ta lấy cho nó có một nghiệm và trong cái quá trình học của chúng ta thì nó sẽ đơn giản hơn rất là nhiều. Và khi mà các bạn đã thông thạo được cái phần này thì các bạn suy ra cái hai cái trường hợp ví dụ như lấy âm được và lấy dương được đấy, thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều, nó cũng mở rộng hơn thôi. Đó, như vậy chính vậy nên là trong cái chương trình của chúng ta thì người ta quy ước là như vậy là chúng ta chỉ học cái căn bậc 2 số học thôi để cho nó có một nghiệm để trong quá trình mà chúng ta làm bài thì nó được đơn giản. Đấy, và bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn vào cái phần ứng dụng. Đấy, giống lúc nãy thầy nói cho các bạn thì các bạn nhớ thầy là như vậy thì chúng ta sẽ ứng dụng những cái căn thức hay là cái định nghĩa, hai cái định nghĩa của chúng ta đấy, ví dụ như là căn bậc n của một số bất kỳ, căn tổng quát bậc n của một số bất kỳ, hoặc là căn bậc 2 số học, hay là các bạn nhớ thầy là căn số học của một căn bậc chẵn được, bậc 2 hay bậc 4 cũng được, hay bậc 6 cũng được. Đấy, thì nó như thế nào. Đấy, như vậy là chúng ta đã quy ước được hai cái định nghĩa như vậy rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ vận dụng hai cái định nghĩa đấy vào, chúng ta suy ra một số cái định lý hay là một số cái công thức khác. Đấy, một số cái định lý hoặc là cái tính chất khác đấy. Nói chung là chúng ta dùng những cái mà chúng ta quy ước, chúng ta định nghĩa để chúng ta suy ra cái khác, mà chúng ta sẽ dùng những cái mà chúng ta suy được để chúng ta vận dụng vào bài tập chúng ta làm. Đấy, thì đối với phần ứng dụng này của chúng ta thì thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà chúng ta vận dụng cái định nghĩa của chúng ta vào chúng ta chứng minh cái định lý này. Tức là định lý trong sách của chúng ta thì nói thế này: với mọi số a đấy, thì căn bậc 2 của số a mà bình phương lên đấy, tức là bình phương của nó đấy, căn bậc 2 của bình phương của nó một số bất kỳ đấy, thì nó chính là bằng giá trị tuyệt đối của số đấy luôn. Đấy, như vậy thì liệu cái công thức này có đúng hay không, thì bây giờ chúng ta sẽ vào chúng ta chứng minh. Thì các bạn chú ý thầy là theo cái định nghĩa căn bậc 2 của một số bất kỳ đấy mà nó bằng cái thằng nào đấy, là chúng ta phải có hai cái điều kiện nó thỏa mãn. Thì cái thằng này nó phải mũ 2 lên,
nó phải bằng thằng trong căn, và điều kiện của chúng ta là chúng ta chỉ học căn một chấm thôi. Chính vì vậy nên là chúng ta chỉ xét là nó lớn bằng không thôi. Như vậy thì đến đây các bạn sẽ có cho thầy như này. À, như vậy thì các bạn thấy cho thầy là giá trị tuyệt đối của A mà chúng ta mũ 2 lên. Thì nói chung là giá trị tuyệt đối của một số thì để cho nó dương thôi. Thì các bạn thấy cho thầy là giá trị tuyệt đối của một số âm thì nó cũng thành dương. Ví dụ giá trị tuyệt đối của số 2 thì nó cũng bằng 2. Mà số giá trị tuyệt đối của âm 2 thì nó cũng bằng 2. Đấy, hay là nói chung là giá trị tuyệt đối thì nó mục đích của nó để cho nó trở thành dương thôi. Và như vậy thì khi mà chúng ta bình phương lên thì số âm nó cũng trở thành dương. Chính vì vậy nên là cái giá trị tuyệt đối của A mà bình lên thì nó cũng chính bằng A bình. Đấy, và nó đấy chính là như vậy thì các bạn thấy cho thầy là kiểm tra cái tính chất thứ nhất của chúng ta thấy đúng rồi. Đấy, như vậy là theo định lý thì nó người ta bảo là cái căn bậc 2 của A bình thì nó bằng giá trị tuyệt đối của A. Thì chúng ta kiểm tra được là như vậy là nếu mà nó bằng cái giá trị tuyệt đối của A thì theo định nghĩa thì nó cái giá trị tuyệt đối này nó mũ 2 nó phải bằng thằng trong căn. Và bây giờ thì chúng ta mũ 2 lên thì chúng ta thấy nó bằng thằng trong căn. Và cái điều kiện thứ hai thì các bạn thấy như thế là giá trị tuyệt đối một số thì nó không âm, tức là luôn lớn bằng không. Như vậy thì đúng theo cái định nghĩa của chúng ta, cái căn bậc 2 số học của chúng ta đấy, thì là nó không âm rồi. Đấy, vì giá trị tuyệt đối là không âm. Như vậy nó thỏa mãn cả hai điều kiện của cái định nghĩa căn bậc 2 số học của chúng ta luôn. Như vậy thì đến đây chúng ta kết luận lại là như vậy là căn bậc 2 của cái số A mà mũ 2 lên của chúng ta thì nó chính bằng giá trị tuyệt đối của số A. Đấy, như vậy thì các bạn thấy cái công thức này của chúng ta nó rất là đơn giản. Đấy, và cái cách mà chúng ta lập luận để chúng ta chứng minh nó cũng rất là đơn giản. Đấy, như vậy là để kiểm tra xem cái công thức này có đúng hay không thì các bạn cứ phải kiểm tra cho thầy theo đúng cái định nghĩa, tức là phải nó phải thỏa mãn hai yếu tố. Thứ nhất là nếu mà căn bậc 2 thì nó cái bằng bao nhiêu đấy thì cái thằng bao nhiêu đấy chúng ta mũ 2 lên nó phải bằng thằng trong căn. Đấy, tức là giá trị tuyệt đối của chúng ta tất cả mũ 2 lên nó phải bằng thằng trong căn, tức là bằng A bình. Thì đây giá trị tuyệt đối của A của chúng ta tất cả bình thì nó chính bằng A bình rồi. Mà cái điều kiện thứ hai của chúng ta là chúng ta phải kiểm tra được nó có lớn bằng không không. Thì hiển nhiên là giá trị tuyệt đối của chúng ta cũng lớn bằng không rồi. Đấy, như vậy thì cả hai điều kiện nó đều thỏa mãn cả. Như vậy thì theo định nghĩa thì chúng ta suy ra như vậy là căn bậc 2 của A bình thì nó chính bằng giá trị tuyệt đối của A. Thì đây là cái cách mà thầy hướng dẫn cho các bạn cách chúng ta vận dụng cái định nghĩa. Cụ thể là các bạn nhớ thầy là chúng ta chủ yếu là chúng ta học cái căn bậc 2 số học ở trong chương trình phổ thông. Đấy, và chủ yếu là trong những cái bài ở chương trình lớp 9 ở học kỳ 1 chúng ta chủ yếu là quên với căn bậc 2 là chính. Chính vì vậy nên là các bạn nhớ thầy là căn bậc 2 số học là chính. Chính vì vậy nên là các bạn chú ý với thầy là cái cách mà chúng ta chứng cách mà thầy chứng minh ở đây để chúng ta vào chúng ta làm những cái chứng minh những cái công thức còn lại trong sách giáo khoa của chúng ta. Thì đây chính là nội dung của bài học hôm nay. Bài học hôm nay đến đây là hết. Chào các em.